sau đó chúng ta sẽ chuyển qua ô nhiễm thứ nhất của hàng thứ năm. Tôi sẽ ứng dụng lại 4 ô nhiễm của hàng thứ tư như sau. Khi chúng ta đạt tới ô nhiễm thứ nhất của hàng thứ năm thì chúng ta bước vào lần 1, số 1. Ở đây thì chúng tôi cũng bấm ba rê, hợp âm đô trưởng ngăn số 3. Các bạn sẽ bấm đô trưởng ngăn số 3 và chúng ta sẽ đàn bát dây số 5 ngăn số 3 và dây số 1 ngăn số 3 chung. Sau đó chúng ta sẽ đàn dây số 4, 3, 2, 3. Sau đó chúng ta sẽ buông ra. Nốt mi chúng ta sẽ buông ra. Ví dụ. Chúng ta sẽ thực hành lại ô nhịp thứ nhất và thứ hai hàng thứ năm. Khi chúng ta đàn ô nhịp thứ hai của hàng thứ năm thì chúng ta sẽ có nốt C và nốt C đàn chung. Sau đó chúng ta có thể bấm hộp âm C7 cho tiện đàn. Chúng ta sẽ đàn như sau. Và chúng ta đàn dây 4, dây 3, dây 5. Ta sẽ đàn tiếp tục nốt mi và nốt xí, nốt mi đàn chung. Mi xí. Bấm một âm mi thứ, chúng ta sẽ đại xuống xì, mi, son, mi, son. Xí, xì, mi, son, mi, xí. Và chúng ta sẽ chuyển qua ngăn 2. Chúng ta sẽ bấm một âm pha thăng trưởng. Chúng ta sẽ đàn nốt la thăng. Nốt la thăng nằm ở ngăn số 3, dây số 3. Và nốt bát phà ngăn số 2, dây số 6. Chúng ta sẽ ba rê hoặc âm pha thăng trưởng. Sau đó chúng ta sẽ đàn. Ở đây có hai cách đàn, các bạn có thể đàn là nốt pha thăng và la chung. Sau đó chúng ta sẽ đàn nốt đô, mi, nốt son ngăn số 5. Hay là chúng ta có thể đàn là đô, mi, son, dây bù. Ở đây chúng ta có thể lựa chọn trong hai nốt nhạc, hoặc là nốt son dây bù, hoặc là nốt son ngăn 5. Đô, mi, son, pha. Khi chúng ta đàn nốt pha, chúng ta đàn nốt son xong, chúng ta tới nốt pha và nốt mi thì son, pha. Pha mi thì các bạn sẽ đàn pha, sau đó chúng ta sẽ kéo qua nốt mi. Son, pha, mi. Son, pha, mi. Chúng ta sẽ kéo ngón tay từ nốt pha ra để cho nó vào nốt mi. Tôi sẽ thực hành lại 4 ô nhịp của hàng thứ 5 như sau. Và khi các bạn đàn tới nốt mi thì chúng ta sẽ gặp dấu hai chấm và chúng ta sẽ lặp lại từ dấu hai chấm, có nghĩa là chúng ta sẽ lặp lại từ hàng thứ hai ô nhịp thứ nhất để quay lại lần thứ hai. Vậy chúng tôi sẽ thực hành lại cho các bạn lần thứ nhất câu dạo và lần thứ nhất như sau. Tôi sẽ đàn thật chậm để các bạn theo dõi. Thank you.
bước vào phần thứ hai, lần thứ hai thì chúng ta cũng đàn tương tự như vậy. Có nghĩa là chúng ta sẽ đàn hàng thứ hai, thứ ba, thứ tư giống như tôi đã hướng dẫn cho các bạn. Nhưng tới hàng thứ năm thì chúng ta đã bước qua câu 1 rồi, cho nên chúng ta sẽ không đàn lại mà chúng ta sẽ bước qua hàng thứ sáu luôn. Thì các bạn sẽ theo dõi như thế này, các bạn sẽ tập hàng thứ nhất là phần nhạc dạo, hàng thứ hai là lần 1, thứ ba lần 1, thứ tư cũng lần 1, hàng thứ năm cũng lần 1. Nhưng khi chúng ta bước qua hàng thứ sáu thì chúng ta sẽ bước qua lần 2. Như vậy khi các bạn đàn lại một lần nữa thì các bạn sẽ đàn tương tự như tôi đã hướng dẫn lúc đầu. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn lần 2 kết thúc của phần tiểu khúc 2. Chúng ta sẽ đàn như sau. Chúng ta sẽ đàn nốt son và nốt là chung. Ô nhịp thứ nhất của hàng thứ 6, chúng ta sẽ đàn nốt son và nốt là chung. Son, si. Đô, mi. Đô, mi. Nó si. Và nó si đàn chung. Tôi sẽ đàn lại ô nhịp thứ nhất hàng thứ 6 lần 2. Son. Sau đó chúng ta sẽ đàn tiếp tục. Son, si, đô, mi. Đô, mi. Nó si. Nó si đàn chung. Mi, son. Mi, son. Chúng ta sẽ đàn ô nhịp thứ hai của hàng thứ 6 như sau. Si, mi, son, mi, son. Si, đố thì chúng ta sẽ đàn như nốt lấy. Nốt lấy si qua nốt đố. Sau đó chúng ta sẽ đàn nốt si và nốt si chung. Tiếp tục chúng ta sẽ bấm ở ngăn thứ tư nốt pha và ngăn thứ sáu nốt rê thanh. Chúng ta sẽ đàn chung. La, son, mi. Đây là chúng ta đã kết thúc phần câu thứ hai, lần 2 của tiểu khúc 2. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn ô nhịp thứ 3 từ khi chúng ta đàn nốt pha thăng và nốt rê. Pha, la, son, mi, son, si, mi, si, son, mi, son, si, mi, si, son. Và chúng ta sẽ bấm nốt mi ở ngăn số 2 dây số 4. Tôi sẽ thực hiện lại cho các bạn từ câu nhạc dạo phần thứ nhất, hay nói khác hơn là chúng ta sẽ đàn tiểu khúc 1, sau đó chúng ta sẽ quay qua tiểu khúc 2 cho đến đầu của phần điệp khúc như sau. Thank you.
sẽ hết phần tiểu khúc 1 và 2.